lấy toàn bộ cái vốn ba bữa nãy ba nói rồi đó, quay nhà là ba bán được là, rồi, là lấy toàn bộ vốn đó là để làm xe ô tô. Dạ, cái này là hợp lý á, cái này là thích nhất video này. Hay là ba cho con cái quả đồi kia đi, con bán luôn. Bán cái đó làm xe siêu xe luôn cho rồi. Cho con thì cho sớm đi chứ, cho muộn quá là sao mà được. Thế cho em thì con cứ trao đổi với em nó trao đổi rồi, em nói xong rồi nó còn đi học mà nó có biết gì đâu. Nó chỉ nghe anh hai nói là bé ơi, cho anh hai mượn giấy tờ đó, ký qua tên hai, đúng không? Sau tự nhiên 10 năm nữa, khi nào bé lớn bé cần là anh hai mua cho một cái biệt thự. Trả là trả biệt thự, chứ không phải trả đất. Chưa mẫu nói trên video có mấy chục ngàn người, người chứng kiến rồi, bà yên tâm. Chủ cũ ngày xưa bỏ một phần người ta bỏ. Dạ. Nhưng mà cái nhìn 3 năm xong ra bỏ luôn. Bỏ cho nó rộng. Đường đi nó rộng. Dạ. Em ba về đây bà con mừng lắm. Thường thường làm xong rồi ba em mới bán, ba em kỹ lắm, làm phải ngon lành hết rồi mới theo ý mình rồi mới bán, giống như em dọn xe của em để theo ý em xong rồi em mới bán. Đất xung quanh đây á là 500 triệu một mét. Dạ. Ờ 4 người cho bán. Dạ. Yeah. Mà đất đây là 9 mét. Dạ. Yeah. Nhưng ba lại bán coi như là có 3 tỷ mốt. À, tức là nếu mà 5 9 4 5 là 4 tỷ rưỡi đất không? Phải đúng không? À, tức là người ta đã bán trả 4,5 một mét người ta bán. À, nhưng mà mình lại bán vừa hai mặt tiền, vừa 9 mét mà lại có 3 tỷ mốt, có cả nhà. Có cả nhà, có cả ra bì ra sổ hết. Ờ rẻ hơn giá thành thị trường khoảng 2 tỷ. Cả nhà, cả đất, rồi ra hai tên, rồi bảo hành hoặc là đổi bù trừ đó cho anh chị mà có 3 tỷ mốt. Những cái bất động sản tiềm năng nên là không có sợ cái sự thanh khoản nó chậm được anh chị, nên chị cứ thích là anh chị mua, không thích là bù trừ, hoặc là không thích nữa là trừ bao nhiêu phần trăm thu lại liền đó. Bên hệ thống toàn trung đang có được cái giao dịch nó thoải mái đó, chứ không phải mua đứt bán đoạn anh chị nha. Đây giờ đón ba em đi. Rồi xuất phát từ Bà Lợi Cu đi anh chị, trên một con Land 105 khá là độc, cầu cứng anh chị nha, nên nhớ là cầu cứng AT. Cái này là cái dự án từ MT lên AT, và sau những nhiều năm trải nghiệm nè, thêm nữa là học hỏi kinh nghiệm từ các anh và đưa ra một cái option khá là phù hợp, khá là phù hợp, tốn ít chi phí nè, ít rủi ro nè, kèm theo nữa là nó phù hợp với cái con xe này anh chị nha. Cái đây là cái mà em nói là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm nè, đó phải có kiến thức. Anh chị đi cái số này đó, đi cái lên cái hộp số này, tất cả thợ của Toàn, thợ hãng và kèm theo thợ điện đó, cảm ơn các anh đó, hỗ trợ Toàn hết mình trong chương trình này. Kèm theo nữa là cái hay của hộp số này á là sẽ chỉnh theo cái cách của cái cách đạp của người chạy đó, là nó có cái dây. Thường thường á hộp số tự động á AT á của lăn 80 á, đời cũ á, đời cũ á anh chị, thì gắn vô á thì chạy hai hộp điện song song. Còn hộp số của mà lăn 100 đến 105 của máy 1SZ phun xăng điện tử này á thì nó vừa điện vừa cơ anh chị. Cái kia là cơ hoàn toàn thì cái này vừa điện vừa cơ. Cái điện của nó là điện cho hộp số nó hiểu cái vòng tua máy, hiểu hết cái kết nối được cái hộp đen của mình. Còn cái này là bây giờ mình sẽ chỉnh độ bóp, độ nhạy của cái họng ga nó mở. Còn hộp số đời mới sau này thì nó cũng xài sensor á anh chị, tất cả đều họng ga nó xài sensor để nó mở. Còn đây là nó sẽ có một cái dây từ cái chân ga lên cái họng ga đó, nó có chờ sẵn hết anh chị, nó có chờ sẵn hết à. Nó chờ sẵn hết thì bây giờ em phải tăng xíu cho nó bóc đó. Kia thì nó hơi ỉ, nới cái ốc này ra, nới cái ốc này ra xíu. Vòng tua đề ba này từ số 1 nè sang qua số 2 nè đó, vòng tua chưa kịp 2000. Anh chị mà đi số sàn á thì bảo đảm chị đề ba là anh phải hơn 2000 mấy. Ở đây số 2 rồi nè, qua số 3 đó, qua số 3 nè, qua lên 60 rồi anh chị thấy không, vòng tua lúc này cũng dưới 2000 anh chị đó. Có cái hay nữa mà em lên là thường thường là lên 105 là nó rất là bay đồ, gần như rất là thiếu đó, nhưng mà em lên được một cái option này rất là hay đó. Cruise control này, dẫn cruise control vô nha, sáng đèn cruise control sáng
rồi em set ga, set ga cho nó chạy. Đó, cái người thợ, cái kỹ thuật của Việt Nam rất hay anh chị. Một cái xe mà nó không có ga tự động mà em đã lên được và em nâng cấp lên được thành ở ga tự động rất là phù hợp. Khi mà Việt Nam phát triển đường cao tốc rồi mọi thứ mình đi rất là nhàn chân và biển tốc độ rất là nhiều, thì bây giờ mình lên cruise control là gần như là set một ga là nó chạy thôi. Set 60 nè anh chị, chạy rất là chuẩn, đúng 60 luôn. Vòng tua có 1000 mấy đó, chạy 60 không bao giờ hơn. Đó, chân này, hai chân của em toàn nè, thấy không? Hay không anh chị? Không gì là không thể luôn anh chị. Đó, đây là những cái hay. Sau cái hành trình này về em sẽ chia sẻ cách lên, cách nâng cấp, chi phí và mọi thứ nó là bao nhiêu để cô chú anh chị đam mê Land Cruiser trên toàn nước có được cái tham khảo, có thể quyết định lên cho cái xe thân yêu của mình nào. Anh chị nào quan tâm xe này thì cứ liên hệ anh chị nha. Xin chào cô chú anh chị nha, chào mừng cô chú anh chị đã quay lại với cái vlog mới của em Toàn ở thành phố Kon Tum anh chị. Đây là cụ thể ở đây là đường Phan Đình Phùng anh chị, số nhà 70 mấy Phan Đình Phùng, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum anh chị. Đó, cái này là em xin gọi cái này là căn biệt thự nha. Đó, em xin gọi là căn biệt thự, anh chị có thể gọi là villa hoặc là ngôi nhà hoặc là my home đều được anh chị nha. Đó, và cái video này không phải quay về xe đó cô chú anh chị, thông cảm nha. Video này á là sẽ quảng bá, Toàn không nhận booking đó, kể cả gia đình. Việc chính của em Toàn là mua bán xe ô tô, nhưng mà hôm nay Toàn phải nhận booking cái căn nhà này đó. Bán căn nhà này thì Toàn có được cái vốn, có vốn để làm Toàn Chung Luxury anh chị đó. Ngày trước em có quay lúc mà ba em mới mua á, cũng nhắc lại với anh chị là nhiều anh chị video trước cứ tưởng là Toàn nói không rõ, cứ tưởng ở đây nhà của Toàn, không phải anh chị. Cái nhà đây ở thành phố Kon Tum, em ở Pleiku, cách Kon Tum 50 cây đó. Căn nhà này là của người quen ba em, chú này là làm gỗ xong rồi xây rất là kỹ, rất là chỉnh chu và hoàn thiện để ở. Và chú có nhu cầu công việc, chú chuyển đi Đà Nẵng thì để lại căn nhà này cho ba em đó. Ba em thì ba em cũng không nhu cầu ở hay là mua cho ai hết á, đây mua bán anh chị đó. Cái thời điểm mà trước á, lúc mà mới mua được thì em có lên em tiện đường em lên em chơi em xem á, thì lúc đó đang dọn, rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm thì ba em lại đang làm nên là chưa bán. Thì hôm nay sau khi về đó, sau khi mà có cái dự án mới anh chị, dự án Toàn Chung Luxury ở thành phố Hồ Chí Minh á đó, đó là một hướng đi mới cho em Toàn cũng phát triển cái đam mê về ngành ô tô, và kèm theo nữa là làm cái luxury thì nó rất là nhiều khó khăn đó. Khó khăn tìm kiếm sản phẩm nè, khó khăn chất nè, chất phải chất thật là kỹ và cái chất nhiều hơn những cái xe lướt, những cái xe bình thường, tại vì xe càng sang chức năng càng nhiều đó, công nghệ càng cao thì phải chất càng nhiều nữa. Kèm theo nữa cái khó khăn lớn nhất là khó khăn vốn. Toàn làm ô tô hiện tại có ngày hôm nay cũng nhờ về gia đình anh chị. Cái đó là một cái thật sự cái đó nhiều anh chị cứ gọi Toàn ăn bám hay gì đó, nó cũng tùy anh chị thôi, nhưng mà em là tự hào là có chỗ dựa là gia đình vững chắc. Khi gặp khi khó khăn về tài chính á, thì quay về có ba có mẹ có gia đình đó. Sau khi họp bàn hết rồi thì ba em cho em là cứ quay đi, mày cứ quay đi, mày bán được, mày bán được đất nào của tao á, thì tao cho mày hết cái vốn đó để làm ô tô đó. Thì cái này là anh chị cứ anh chị nào quan tâm thì anh chị nào quan tâm yêu thương em Toàn và mong muốn đợt tới có nhiều cái giá trị ở giá trị về quay video giá trị sản phẩm cao á, thì anh chị ủng hộ em Toàn nha. Là em Toàn sẽ biết người thân người quen nào muốn mua căn nhà này hay muốn đầu tư á, cũng này cũng hợp lý cho cô chú đầu tư, là ủng hộ em Toàn nhanh nhất nha, để em lấy cái vốn đó mua thật là nhiều. Anh chị muốn coi nhiều xe đẹp á, nhiều xe đẹp, nhiều xe sang và trải nghiệm nhiều nội dung hay á, thì anh chị ủng hộ em Toàn hoặc là có người quen người thân nào giới thiệu nha, để em xử lý cái nhà này xong là em sẽ đổ vô em mua xe sang về cho anh chị tham khảo. Anh chị có thể chạy thử, lái thử và chạy thử tại Toàn Chung Luxury nha, ở thành phố Hồ Chí Minh anh chị, gần Toàn Chung chính á, cũng gần xong rồi, cũng gần xong rồi anh chị đó. Và em đẹp quá ha. Ủa, cái gỗ đây là hôm bữa là mình đánh lại rồi ba. Nhiều người hỏi gỗ đây là gỗ gì vậy? Hương với này cà te. Hương với cà te hả? Chủ, tức là
chủ lực hương của GT. Dạ, không có gỗ tạp đúng không? Vâng. Ông đây chủ ông làm gỗ tạp rồi. Dạ, rồi tất cả giống như mình làm xe tất cả gì mà ngon mà kia là mình để lại cho mình. Còn đây ông để dành cho. Ông đi Đà Nẵng rồi à? Ông về Đà Nẵng. Dạ. Yeah. Nhiều tiền quá về Đà Nẵng sinh sống. Nhà đây nào phải mấy chục tỷ đó đi đâu. Mấy chục tỷ à? Cái này ngang bao nhiêu ba? Ngang 15, chiều sâu là 75. Ngang 15, chiều sâu 75, diện tích sử dụng là bao nhiêu? Thì diện tích sử dụng hết đó anh, hết toàn bộ đấy. Phun hết luôn à? Hết rồi đấy, ở xây nhà, xây tường bao tất cả kiên cố hết. Dạ. Yeah. Từ tường rào, từ sân, từ mọi cái này. Rất kiên cố, rất bài bản. Dạ. Yeah. Cái đây rẻ bì tên mình rồi chứ? Bây giờ mình bán cho người ta là mình sang tên hay sao ba? Bán sang tên, bao sang tên luôn. Mọi sang tên đúng không? Khách chỉ việc vào ở thôi. Vào ở mình bao sang tên cho họ luôn. Dạ, ra tên bìa. Rồi có đổi bù trừ nhà không? Có, ai có nhà thì đổi bù trừ. À, nhà quanh thành phố Kon Tum. Mà thôi con khỏi bù trừ đi, cái này em lấy toàn bộ cái vốn ba bữa nãy ba nói rồi đó. Quay nhà là ba bán được là lấy toàn bộ vốn đó là để làm xe ô tô. Dạ, cái này là hợp lý á. Này là thích nhất video này à. À, đẹp quá ha. Cái đây cái sân vườn sau, cái đây là cái đường đi xuống là để xe ô tô, mấy chiếc ô tô luôn rồi chứ, ô tô xe máy, ô tô vào trong nhà được đi bên hông được nè. Dạ, tại là khu vui chơi có tiệc tùng gì đấy đằng sau đây, mát mẻ là sau đây. Đây là em đang quay cái lúc đây là 12 giờ trưa anh chị, nó hơi nắng hơi chói chứ còn buổi chiều mát lắm. Cái thành phố Kon Tum với Gia Lai là cứ khí hậu lúc nào nó cũng mát dịu vậy á. Cái này là ao sen rồi. Sen. À. Sen nó ra bông cho nó thơm. Thơm đúng không? Thác nước. Vui chơi. Sinh hoạt gia đình. Đâu chè chiếc là làm mấy bộ bàn ghế, cây cỏ. Ủa phía sau con nghe nói là sau này nó phóng một cái đường. Một cái đường 50m. Tức là to hơn cả cái đường chính kia. À làm phía sau đây, là có quy hoạch rồi hả? Có quy hoạch rồi, hai đường song song, tức là đây sau này sẽ là mặt tiền. Dạ. Hai mặt tiền, nhà đây sẽ là hai mặt tiền sau này. Một bất động sản rất là tiềm năng. Giá thì hợp lý, giá bây giờ là bán vừa cho đúng không? Vừa quy hoạch sau này nếu nhà nước quy hoạch khoảng mà triển khai á thì tiền bù giá rất cao tại vì đất đã đỏ. Dạ. Thứ hai là đó lại được giá trị hai mặt tiền. Nên ai đầu tư vào đây là rất hiệu quả về sau này. Dạ. Này là cái gì ạ? Hòn Nam Bộ này. Ủa có con này. Cái kia chưa cho nước, chưa cho ấy cả chưa. Cái này là đấu điện sau. Đâu, cái này đấu điện là sẽ thành cái thác nước, thác nước chảy. Nó chảy từ trên đó xuống à? Ừ đúng rồi. Rồi nó chảy tuần hoàn. À nó bơm lên bơm xuống. Bơm lên bơm xuống theo tuần hoàn theo thác. Ủa mấy cây đây cây gì ạ? Cây khế hả? Khế đây nó ra là nó mát lắm nè. Cái quả quanh năm. Dạ. Cái khế đây, cái chua ra quả quanh năm. Cái chua à? Bà mới trồng hả? Đó. Cây đây cây mít nè, đúng không? Cây mít, cây chuối. Ổi. Ổi. Xoài. Xoài. Cây đây chắc. Chắc ở đâu có quả gì đâu. Chắc á, quý. Vậy đây. Quý đấy. Cái kia. Cái kia là để ăn, còn cái này để cho nó cao lên là chặt. Cái này lấy gỗ. Lấy gỗ bạn. Tiếp. Nói chung là khu này là khu ra tiền đấy. Nuôi cá nữa bạn, mua cá chê, cá đồ hay là cá rô đó. Cá rô cá mà bạn thích đó, nuôi rồi xong rồi bắt lên chiên luôn. À, organic sạch luôn. Đây là cái này là phòng gì đó. Tất cả các phòng nó đều là được cái gạch nó còn có hết. Gạch to đấy, có rất là. Ừ. Thiết bị vệ sinh đầy đủ. Thay mới hết. Thiết bị vệ sinh thay đồ xịn này. Và thay mới. Điện dạ. Nước, hệ thống điện nước vừa rồi là thay lại toàn bộ. Làm lại hết rồi, coi nhỏ. Bảo hành luôn á. Cái này vô anh chị xài là bảo hành luôn. Điện nước là bảo hành cho anh chị luôn. Giống như xe thì bảo hành sử dụng, nhà cũng như vậy. Kèm kết luôn. Ủa mấy cái gỗ ở đây là cũng là gỗ xịn hết chứ. Gỗ hương hết rồi. Cửa sổ, cửa đi. Thấy cửa nhà vệ sinh mà. Tất cả là đều gỗ hương và gỗ chắc hết. Hai loại đó không có loại khác. Cầu đây là cầu thang, đây là gỗ. Thấy tất cả đây là gỗ. Tầng hầm đây là dưới đây cũng một phòng hả chứ bà? Ba phòng. À một phòng. Tầng hầm là ba phòng này, một phòng là hai này, đây phòng ba này.
3 phòng. Trong đó có một phòng có nhà vệ sinh. À, giờ đi lên tầng trên. Đây tầng hầm này có được 3 phòng anh chị nha. Ủa đây ở sao á? Đây ở chắc phải cả dòng họ chứ. Vô trong tiệc tùng trong nhà được hết. Ủa cái này gỗ cây bự bự không? Nhà đây. Cà tê hả? Ủa cái này cái hầm gì nữa rồi ba? Cái... lối đi ra phía đường luồn con. Tức là bên hông nó có cái đường luồn. À. Làm bằng cửa gỗ hết rồi. Gỗ đây đúc hết rồi chứ? Đúc người ta tiện ra hết rồi chứ? Gỗ nguyên đó mà. Còn cái này là người ta ốp vô chứ ba? Sao đúc được nguyên cây này được? Đây là ốp thành những cái bức gỗ đặt xong rồi họ điêu khắc đúng không? Ừ. Điêu khắc. Là một cái bức tranh này có nhiều tiền lắm chứ. Đây mấy bức tranh luôn chứ một. Cái này ốp trụ bằng mấy bức tranh luôn, bốn bức tranh. Tất cả tranh rồi chơi bằng gỗ hết. Tranh sàn. À tranh. Đó. Dạ. Gỗ hết nè. Ủa gỗ đây sao ổng làm 2-3 lớp luôn, cái cửa làm 2 lớp luôn à? Cửa mà 2 gỗ mà làm, ổng làm 2 lớp luôn. Lớp đây. À lớp đây, lớp trong, còn một cái lớp ngoài nữa. Ngoài bên đây nữa. Trời ơi, cái. Bên ngoài là ốp đá granite. Trần đây. Ủa đây là mấy phòng bà? Này là mấy phòng? Đây là phòng. 3 phòng. Đây là một phòng bếp nè, bếp lớn đúng không? Bếp bằng gỗ hết luôn. Cái đá đây bây giờ cho đánh lại cho nó đẹp ba. Cho cơ thợ granite đó. Họ đánh lại cho nó đẹp. Dạ cái này họ dọn chưa đẹp. Này đánh lại đồ xịn hết luôn. Bếp ra có ban công. Dạ. Ủa ban công nhìn ra đằng sau mát ha. Đó tầng hầm mà bên người ta thiết kế để một cái đường vào bên hông. Dạ. Thoáng nhà tức là tất cả các phòng đều có không gian thoáng. Dạ. Yeah. Không bí. Đó, mở cửa ra rồi có không khí và có thiên nhiên. Ông thiết kế cũng hay. Thí dụ nhà đây mà nó xây lên cao tầng á thì cũng đâu biết được. Đâu biết được. Ông chừa một cái đường luôn. Đất rộng mà, mất mới gì mình phải. Đây. Đây là phòng gì? Phòng vệ sinh đây anh chị. Đây ra phòng vệ sinh của nhà bếp. Đây cũng bằng gỗ. Ủa ổng đục mấy phòng khách là ổng đục mấy bức tranh gỗ mà vô tới đây là ổng chơi bức đây. Ông chú này ổng chơi ác thiệt. À trong phòng đây là lót sàn gỗ hả? Gỗ đây là anh chị phải lưu ý là gỗ đây không phải là cái gỗ mà gỗ ván ép hay gỗ ép. Không mà con tất cả sàn đây bằng 5 ri bằng hương. Gỗ xẻ, gỗ thịt á. Gỗ tự nhiên đấy con. Nói nôm na là gỗ thịt này. Huy tới đây quay nè. Đây là gỗ thịt hết anh chị nha. Đó, đây gỗ thịt hết. Ở trần nè. Dạ, đây gỗ thịt chứ không phải gỗ ép đâu anh chị, gỗ thịt. Gỗ tự nhiên, gọi là gỗ tự nhiên đấy con. Gỗ nguyên cây từ từ đấy mà sẽ ra để làm. Ngày trước con cũng tính lót cái phòng con bằng gỗ ra, mắc quá thôi khỏi luôn. Chơi gỗ ép luôn. Mát quá hả? Ở đây ổng xây thoáng ra. Trời ơi, mấy cánh cửa nè. Các phòng đều có không gian tự nhiên. Dạ. Có view thiên nhiên. Đó, trong phòng ra là ngắm thiên nhiên được. Dạ. Gọi như dạng như resort. Dạ. Nhà nhưng mà ở một cái không gian nó không gọi là kín. Không bí. Bí. Không mà cái gỗ đây là ông lại chơi gỗ ép này ba. Ông chơi cái này sao gỗ ép. À, phòng tắm. Ủa ở đây phòng tắm gì? Xin đây. Ông chơi gì? Ông tắm xịn ghê. Ông đầu tư cái về hết thiệt. Vậy chứ thiết bị vệ sinh mắc lắm nha. Cũng mắc không kém gì gỗ đâu. Đây là tầng 1 là được một phòng lớn như một bếp. Đó. Hai phòng. Tức là 2 phòng với một bếp. Dạ. Đây gỗ hết đây nè. Gỗ thịt hết nè. À, thôi, à, anh chị, đây.
5 ly cà te rồi. Đó qua đây. Mấy cái chỗ chiếu nghỉ cũng full hết ha. Vâng, nó nổi lên đẹp đấy. Cái này mà cho đánh nữa nó còn đẹp nữa chứ mà. Cái này mà anh chị nào muốn mới nữa là mà đây, đây là cái khu vui chơi. Vui chơi ăn uống rồi hát hò rồi các thứ gọi là sinh hoạt gia đình, sinh hoạt bạn bè. Cái tầng nào cũng có, tầng hầm cũng có khu sinh hoạt riêng. Tầng 1 cũng có mà tầng 3 cũng có. Đó. Tức là một người chủ người ta đã tính toán rồi, thiết kế tương đối đầy đủ ấy. Cửa sinh hoạt này, khu quan tâm trước này. Ủa sao ông đây ông kia ông làm hai lớp cửa luôn. Một lớp cửa ngoài. Từ ngoài đây ông lên quá kỹ mà. Hai lớp cửa luôn. Cửa sổ cũng hai lớp, cửa đi cũng hai lớp. Ông dư gỗ quá, ông biết làm gì. Quá nhiều gỗ, quá nhiều tiền. Quá nhiều gỗ, ông chơi lên cửa hai lớp rồi ba. Cái đó lớp đó là lớp trong nữa nè anh chị. Đó là hai lớp hết á. Trong ngoài. Đấy, phòng đây là phòng nhiều phòng nhất. Tầng đây là nhiều phòng nhất này. Còn máy lạnh trang bị đầy đủ hết, trên trung tâm mà sao mà ở máy lạnh được, trên này nó cứ mát rồi rồi rồi. Dạ. Chứ nhất là những nhà mà gỗ như vậy, trần gỗ như vậy nó mát lắm. Ban mùa đông á, mùa lạnh á thì nó ấm, mùa nóng thì nó lại nó mát. Nó sướng á. Còn vệ sinh nó rộng rãi, nó thoáng mát. Vệ sinh cũng làm to ha. To rộng, thoáng mát. Và đặc biệt chỗ nào cũng phòng nào cũng có ban công hết. Chỗ nào cũng có ban công hết. Phòng nào ban công có view nhìn ra hết anh chị. Nhìn ra hết. Mấy cái bóng mờ mờ thay hết đẹp. Bóng cái bóng nó sạch. Ủa trên đây là ông chơi full sàn gỗ hết. Đây phòng đây cũng toilet, cũng phòng tắm, bồn tắm. Bồn tắm là đầy đủ, trang bị bồn tắm là đầy đủ hết. Mấy cái tường, mấy cái gỗ đây mà nó văng nó vậy hay là cái này sơn BU thêm nữa là nó đẹp. Nó đều màu. Mẹ. Chù chà. Mái là bằng ngói rồi à. Mái ngói. Đây. Đây sau nhìn cái view dưới nè. Đã không? Hôm nay chiều chiều nhìn mát lắm á. Ở đây được một phòng nè, hai phòng, một phòng hai phòng, một cái sảnh lớn, một cái sảnh lớn của phòng khách đó, sảnh lớn nè, sảnh lớn tập thể dục cái đồ cũng hay ha. Ủa trên đây không chơi gỗ luôn nè, cái sảnh ở ngoài không chơi full gỗ luôn à. Ở đây để tập thể dục cái đồ buổi sáng nè anh chị. Để máy chạy bộ đồ chạy hay ha. Mát. Đây nữa. Ba phòng thì cũng như vậy, cũng xịn sò như vậy, full gỗ luôn. À đây là phòng thờ sao ạ? Thờ là không. Thờ là trần gỗ, xung quanh gỗ, dưới là đá, à, gạch. Ủa, mấy cái gỗ này. Mấy cái gỗ này ông lên. Chắc chắn thiệt. Cửa sổ quá trời, cửa sổ nhà đây nhiều cửa sổ quá, còn một tầng nữa chứ ba, hay hết rồi. Ừ, ba tầng. Thế là gia đình luôn đi chứ, mười mấy hai mươi người ở thoải mái. Thế là ở ok rồi đó, giá nó vẫn y cũ ba, 12 tỷ. 12 tỷ 3 cộng 1. 12 tỷ đó bao trọn gói là bao ra tên nè. Này nọ hết. Và sẽ hoàn thiện thay toàn bộ dàn gạch sân. Gạch sân là ba thay hết đúng không? Ba sẽ cho hoàn thiện. Cái này là đây nè anh chị, cái này nâng cấp tiếp, cái này hơi gấp. Ba em cũng chưa bán đâu, định là làm xong xuôi hết rồi bán cho nó được giá mà. Em là muốn là làm nhanh để thêm nhiều xe VIP về cho anh chị. Đó là một cái bất động sản thứ nhất. Đó mà gia đình đang bán, còn thêm vài cái bất động sản nữa thì em sẽ mấy cái đất biệt thự đồ thì em sẽ quay sau trong cái video kế tiếp ở Pleiku. Cung tâm thì nó như vậy thôi. Đó.
hay là bà cho con cái quả đồi kia đi con bán luôn. Bán cái đó làm xe siêu xe luôn cho rồi, cho luôn cái quả đồi. Bà em có một cái quả đồi, có một cái quả đồi trên một cái đồi thông rất là ok. À, nhưng mà kêu quay miết mà không chịu quay. Kêu từ từ bên đi. Cho con thì cho sớm đi chứ. Cho muộn quá là sao mà được. Thôi con cứ bình thường được rồi. Dạ, thôi về. Rồi cảm ơn anh chị nha. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Ở đây là người ta bán theo mét vuông hay mét ngàn? Ừ. Quanh đây bên là ngang. Bên ngang. Mấy cái đây là họ bán hết rồi hả? Ừ. Đây là mét ngang cứ trung bình 1 tỷ một mét là mất hết. Ờ, mà không có ba mặt tiền. Ờ. Tức là không có bốn mặt tiền. Mình là còn mình được bốn mặt tiền, mặt đây là một mặt này. Rồi. Mà đây là không ai được sử dụng này, nó phải có ai sử dụng này. Ờ. Ờ, đó mặt phía sau đây nữa. Ủa, cái đây phải được sử dụng chứ mà. Ừ. Để người ta đi lại chứ. Không. Vậy mới mới giá trị chỗ đấy. Chứ người ta đi lại thì đâu còn giá trị đâu. Đây là đất của mình rào lại hả? Tức là ờ, tức là đây từ đây qua đây nó phải là cái mương nước. Ờ. Ở mương nước thì sẽ không ai đi lại vô đây, tại người ta sẽ đi theo đường kia. Ờ. Đúng không? Đó, tiếp theo là phía sau đây, mặt sau đây. Mặt sau đây. Sau đây ra đường nào qua? Đường Nguyễn Xuân kia. À, Nguyễn Xuân. À, đi qua kia là Nguyễn Xuân này. Ừ. Hai mấy ba chục mét hả? Ủa vậy là nếu ba phân ra con Ngọc bao nhiêu mét rồi con Quỳnh bao nhiêu mét? Ừ. Nếu mà xây thì mỗi đứa 10 mét. Mỗi đứa 10 mét đúng không? Hai đứa 20 mét. Ờ, là phân ra. Ừ. Ủa cái này là tách bì ra hết rồi chứ? Đây là hai bìa con. Hai bìa là. Ừ. Đó tức là 20 mét là nó tới kia thôi. Từ đây giờ đây qua đây này. Trong trung tâm thành phố thì đâu có. Không có. Có miếng đất này. Không có miếng đất nào. Trung tâm của trung tâm rồi. Ừ. Rồi chùa Minh Thành nữa anh chị. Đó. Ngôi chùa đẹp nhất. Đẹp đấy. Nhất gần như Tây Nguyên. Ôi đường phóng ở đây nữa này con. Đó. Phóng đường đây. Ờ đường đây coi như là. Đây này lo. Đường đây nè. Ừ. Đó từ đường Sơn xuống này con. Thương con gái quá mà cho con gái gì đâu mà. Con trai đấy. Nhà Hồng Vương với nhà Sài Gòn rồi thì con gái hai đứa đây hai lô đây là ít gì. Trai anh hai sau này có anh hai mượn anh hai bán anh hai. Cái đó nhà kinh doanh chứ. Cái đó là nhà kinh doanh. Vừa ở vừa kinh doanh mà. Còn đây là cho riêng hai đứa con gái nhưng mà không sao. À, để anh hai nói với ba rồi. Nói bàn bạc gia đình xong hết rồi. Đó. Chưa bao giờ mình cảm thấy mình đi review đất mình thích như vậy luôn anh chị. Mình cảm thấy mình thấy hợp với đất, mấy bữa kêu không hợp với anh này sẽ thấy hợp dễ mang. tự nhiên tự nhiên ngày trước ba nói em cũng không quan tâm, bây giờ em mới tới đây em đứng em mới biết hết chứ còn hồi xưa nói là không quan tâm, nói xe là quan tâm, nói đất không quan tâm. Giờ tự nhiên nghe nói là được bán và được lấy đó lấy vốn để làm xe sang là thấy tự nhiên mình hợp với đất vậy quá. Còn nữa mà còn đi một tháng cũng được, còn cứ dặn đi một tháng cũng được nữa, bỏ luôn, giờ thấy không thích xe nữa đó. Anh chị nào mua cái lô đất, hai lô đất này hai bán hết luôn mà. Ừ, bán luôn thì cho em thì con cứ trao đổi với em nó trao đổi rồi em nói xong rồi nó còn đi học mà nó có biết gì đâu, nó chỉ nghe anh hai nói là bé ơi cho anh hai mượn giấy tờ đó ký qua tên hai đúng không, sau tự nhiên 10 năm nữa khi nào bé lớn bé cần là anh hai mua cho một cái biệt thự. Nói trên video hứa luôn á là toàn mượn á, chứ toàn mượn phải như người khác, toàn mượn đất nhưng mà lần trả lại là mượn đất Gia Lai nhưng mà trả lại đất biệt thự, đây đất biệt thự chứ bà, mượn đất biệt thự ở Gia Lai nhưng mà sau này trả đất biệt thự ở Sài Gòn. Và con nói với ba là phải xây cả biệt thự luôn, con xây lên luôn chứ không phải để ba cho đất không vậy đâu. Con là thương các em hơn nữa là con mượn xong rồi con đổi chuyển đổi từ Gia Lai vô Sài Gòn và xây luôn đó, xây biệt thự đàng hoàng, trả là trả biệt thự chứ không phải trả đất. Cương mẫu nói trên video có mấy chục ngàn người chứng kiến mà ba yên tâm đó, đâu nói bậy được đó. Sao anh chị nào quan tâm nha liên hệ với em Toàn sẽ bán gộp hay là bán tách được qua? Gộp bán tách tùy con thôi. Không, nhưng mà cái nào nhanh nhất, con muốn là nhanh nhất và lụm tiền nhanh nhất để con... Theo nhu cầu từng người con hiểu không? Ai có thể, người ta mua 2 lô thì sẽ là 4 mặt tiền. À. Còn một lô 1 thì 3 mặt tiền, vậy thôi. À. Cái nào mà nhanh nhất? Ủa mà 10 mét? 10 mét, 2-3 mét con, chiều này... Chiều đây 10 mét? Chiều này là 10 mét, chiều kia 2-3 mét. 23 mét hả? Không? Ừ. Vậy chia ra 5 mét được không? Ừ. 5 mét là bán 4 lô được không?
rất nhiều người tiền đâu họ mua. Ủa, đây là cửa hàng ô tô đẹp. Cửa hàng ô tô gì, cửa hàng ô tô mình còn quá trời đất ngon Nguyễn Tất Thành rồi, tùm lum đó. Không, đây để ở thôi, nghỉ hưởng thụ thôi, cái này nằm ở trung tâm mà người ta đâu vô chị. Ô tô mình ra lộ chứ chi vậy phí. Tổng cộng là 40 mấy cả 50 mét đấy. Cái đây đề xuất làm cái vườn hoa thật đẹp. Ủa, và bán trong... nếu như cái giá kia khó người mua lắm, mình chia lô ra. Chứ nhiều. Con này cái giá xung quanh đây cứ 900 mấy một tỷ mét. Trong khi người ta chỉ có một mình. Ý là giá sẽ là hợp lý, cái đất đây là đất là, đất là đẹp là giá hợp lý, nhưng mà bây giờ thời buổi bây giờ mà bây giờ gom một cục mấy mấy chục tỏi vô đây. Nhiều người có điều kiện chứ con, người ta đầu tư người ta làm. Làm khách sạn hả? Đây là khách sạn. Ở cà khu phê. Đây, khu đây cũng là khu cà phê, khách sạn ăn uống nè. Đây là cái hồ, hồ đây cũng là hồ. Đây là gần như là một cái sông, cái được cũng không đúng, suối, cái suối. Suối một cái suối, hồ, cái suối nó băng qua giữa thành phố. Mát mẻ thoáng. Đây trung tâm mình anh chị. Rồi đấy, tôi dẫn con nó vô kia. Dạ. Chứ bây giờ là dẫn đi đâu cũng đi hết á. Ngày trước kêu đi review đó, kêu bận quá đi review xe này nọ, chứ bây giờ nghe tin là sao mình hợp với đất dữ. Rồi mà ba dẫn đi tới khuya cũng đi nữa. Ngày trước mà kêu em đi quay đi đất, em kêu họ đi coi đất hoặc đi mua đất, hoặc ba với mẹ kêu là em kêu thôi. Em quan tâm cho bao nhiêu đất hay làm bao nhiêu em không quan tâm, mà cứ đi xe là quan tâm. Rồi giờ tự nhiên thấy tình thương mến thương, tự nhiên gia đình nó khỏe. Mình nói tới đất kêu mệt. Mệt lắm, đất đi coi tại vì lội bộ hay là gì mệt lắm anh chị. Còn mà bây giờ nghe nói đi mà quay đất rồi review đó, vui xong vui, quay đất rồi bán được đất rồi, rồi lấy cái tiền đó để qua chuyển qua mua xe sang, không đi mua xe sang xe xịn về quay review thì thấy em sướng à. Bà cho hết luôn á, bà nói là thích là quất hết, bán không cần bán được là anh chị nào bán được á là em gửi hoa hồng cho anh chị, còn mà em mà bán được là em lụm hết cái tiền đó không chuyển về cho mẹ nữa. Hơi dữ. Quỳnh với Ngọc cũng đồng ý rồi mà. Quỳnh Ngọc là kêu là thôi anh hai cứ sao, nó tự nhiên bây giờ thấy tình cảm anh em nó ngọt ngào dữ vậy. Đi lên quá, nó tình cảm quá. Nó kêu anh hai cứ lấy đi rồi em ra làm giấy ký cho anh. Sao thấy nó ngọt ngào tình cảm. Phải phân tích nó chứ ở Gia Lai sao, vô Sài Gòn rồi đó bao nhiêu thứ rồi này đó, mà đất Sài Gòn mắc. bán alo đây mà đi mua việc đất Sài Gòn bớt giỡn, đất Sài Gòn mà không, sau này mình làm rồi khách hàng thương rồi yêu rồi này nọ rồi mình phải một vốn nó đẻ ra thêm mấy lời nữa mua vô tư chứ. Phải tin toàn chứ. Tất cả mọi người đều phải tin toàn chứ, toàn sẽ thành công, không thành công thì cũng thành nhân thôi. Đất trong đây mà, đây đường Trường Chinh nè anh chị, đường lớn nè, đây trong thành phố à. Người ta đang làm đường, đang phóng đường. Khi nào đường xong rồi ba? Trong tháng 11. Cái này có phân để bán được không? Chứ cứ quay mấy cái lô bự bự ai mua. Chú con đang cần gấp mà, đang cần gấp mà cứ quay bự, khi nào bán được nhỏ nhỏ bán cho nhanh chứ, có lô nào nhỏ nhỏ đó, lô đây này, cái lô to này tới lô nhỏ phải không? Đó, lô đây là hơn 1000 mét, chiều đây là 54 mét này, chiều kia là 25 mét này, đây là 54 dọc này là 54 rồi, dọc đây 54, dọc đây là 25, dọc là 100%. Ai làm biệt thự này, làm thậm chí làm nguyên cái tòa mà nhà xây nhà cho nhà ở căn hộ ấy, căn hộ hoặc là nhà xã hội hoặc nhà cho thuê, tức là ai đầu tư ở đây được rất hiệu quả, hoặc nhà hàng, nhà hàng thì cưới cái thứ đây này, đường đây là 11 mấy năm, ra đại lộ ra Trường Chinh, qua đây là đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường đây phóng thẳng qua đại lộ Nguyễn Linh này. Đây là Nguyễn Linh đúng không? Dọc đây là phóng thẳng qua Nguyễn Linh.
Còn đây là Trường Chinh. Ừ, đây là Trường Chinh. Ở đất mình đây. À. Ngã ba. Ngã ba đường. Ừ, ngã ba. Đó, cái đường đây nó từ đây nó to vào tới trong đây này. Đó. Mà chia nhỏ ra đường ba, chia nhỏ lô mấy mét bán được không? Chưa biết, cái đó thì để coi thử xem là cái nguồn đất đai mới đây. Bây giờ ba cho con là bán nguyên hết luôn cái gì? Nguyên khu đất, nguyên cái giá hợp lý không? Hợp lý. Dạ. Giá đầu tư đi. Ừ, giá đầu tư rất hợp lý. Dạ, bán giá gốc đi. Trăm. Dạ. Full. À. Mấy tỷ quá. Tùy theo cứ khách thiện chí nào thì mình sẽ tính. À, cứ thiện chí là diện tích rộng, không đất ở trong trăm. À. Nhà hàng thì cứ xây biệt thự. Đó. Xây nhà khách sạn đúng không? Xây vậy đó, ai thiện chí là liên hệ ba đúng không? Ừ. Đổi bù trừ, đổi đất trong hẻm, trong đồ ra đây hết. Ờ ra đây được. Ờ. Hotline. Có cần đọc số 3 không? Được số 3 chắc người ta điện suốt ngày luôn á. Từ đây ra đây là có 100 mét. Dạ. Đó là lô đây, còn cái lô nhỏ nhỏ đó qua kia. Dạ. Có số ai để liên lạc không? Trợ lý của ba hay ai để liên lạc không? Rồi khi nào tập khi nào liên hệ thì... 09 nếu liên hệ số 093118 6779 6779 09 113118 7979 0931187979 anh chị nha. Đó, liên hệ để hỏi đất đai giá cả này nọ. Mà đàm phán không được thì liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ quyết cho anh chị một cái giá hot hơn ba em nữa. Nguyên khu đây là cái đó. Khu mà tái định cư người ta làm. Dạ. Điện đường các thứ này mà cái đầy đủ hết. À, trong sao? Xong quay cái đồi bán cái đồi cho nó nhanh. Cái đồi đó mới nhiều tiền chứ. Có cái đồi trong thành phố. Đồi đó tôi đang quy hoạch không giống giống vậy. Nhà ở Vĩnh Phúc rồi bán luôn không? Bán luôn nhà ở, mấy cái nhà bất động sản dư thừa đó để làm gì? Bán hết đi chứ. Con bảo đảm ba là đất không bằng xe sang đâu, xe sang mấy ông xe sang giàu lắm. Đầu tư vô xe sang là bảo đảm là cái thành công lớn của toàn Trung luôn á. Xe bình dân thì với xe ít tiền thì đủ sống cho toàn chơi xe thôi, chứ còn mà đầu tư xe sang là một cái hướng đi mà gọi là kinh khủng khiếp. Ủa rồi còn chỗ nào nữa? Còn gì đâu, còn mấy cái. Dạ, cứ quay hết đi. Ủa cái đồi kia là cái đồi là mới ok. Cái đồi này chưa lên bao giờ. Nghe nói mua lâu rồi. Bây giờ mua hết rồi. Ở trong thành phố luôn anh chị. Cái đồi ngoài đường chánh thì không nói, cái đồi trong thành phố luôn anh chị hiểu rồi. Cái đồi thông, nguyên cái đồi thông. Đẹp lắm. Hẻm 256 rồi. Ờ, những căn nhỏ nhỏ đây, những căn vừa đây. Đây, vừa tiền đúng không? Dạ. Là nhìn vào cái mặt nhà này luôn. Nhà đó luôn à? Đó. À, nhà đây, nhà đây cái gì? Nhà đây vừa tiền không ạ? Vừa tiền. Cỡ nhiêu tiền? Hơn 2 tỷ thôi. Hơn 2 tỷ thôi đúng không? Nhà xây mất bao nhiêu hơn tỷ đồng. Nhà xây hơn tỷ. Mà đất thổ cư hết luôn á. Ừ, cái ở trong trong. Là xung quanh mấy cái hẻm bên hông này dạ. Là chiều ngang 5m dạ. Chiều sâu 17m mà đã 200 triệu 1m dạ. Đó, đã hơn 1 tỷ. Vậy thì nguyên cái đất đây đó, rộng như thế này, chiều dạ. Ngang 8m mấy, chiều sâu coi như là gần 20m, mà lại nhà coi như xây mới kiên cố như này, giá đều rẻ hơn thị trường mấy trăm triệu đó. Nhà 2 tỷ mấy rồi. Ừ, 2 tỷ 9 nó bằng cái mua được cái một con mẹ két cho mấy, phải mười mấy căn như vậy mới lắp đầy cái salon. Tôi coi kiếm mười mấy đây ngang này. Ủa cái này nó có một cái chỗ đây là nó có cua đó, khúc cua. Ừ, rộng, rộng ha. Ủa cái nhà nó bay xây theo đây mô hình đây con có à, có hình 3D, có hình đây, hình 3D là xây theo cái này anh chị, kiến trúc là làm cho anh chị như vậy. Mấy tỷ ba à, nãy ba nói như 2 tỷ 9 nó bao sang tên đúng không? Ừ, bao đầy đủ đấy, và xây như vậy đó. Ừ, hoàn thiện đó, hoàn thiện là như vậy. Anh chị thích á là có thể là vào bây giờ anh chị mua rồi mình thích làm cái gì đó thì làm xong cọc tiền mình làm xong rồi giao. Ừ. Đúng không? Giao theo ý. Rồi cái đây khoảng tháng là xong thôi. Tao hoàn thiện khoảng tháng là xong. Dạ, yeah. 2 tỷ mấy có được cái căn trong thành phố, trung tâm thành phố rồi. Đó. Ngang bao nhiêu ạ? À? Ngang là 8,5 m, chiều sâu là 20 m. Ngang 8,5 m, chiều sâu 20 m, mấy tầng vậy ta? 2 tầng.
Giống như vậy. Dưới đây nữa hả? Ừ, còn dưới đây nữa. Tại cái khu đây mới là nhiều nhà này. Dưới đây rẻ hơn không? Dưới đây rẻ hơn, dưới đây thì mấy trăm triệu một một nó. Đó, mấy trăm triệu một nhanh. Đó, bây giờ đất hẹp thứ hai cái này. Dạ. Ờ, 5, 4 mét mà sâu 17 mét. Dạ. Là đã 800 triệu. Dạ. 800 triệu mét mà. Dạ. Ờ, mà của mình đây. À, của mình hẻm chính. Đường chính đây. Dạ. Mà 4 mét, 2, 3 mét. À, cũng có 800 triệu. Dạ. À, phải hai cái khác nhau chỗ đây. Hẻm chính mà giá rẻ hơn hẻm phụ. Đúng rồi. Bằng hẻm phụ chứ. Diện tích dài hơn. Dạ. Nha. Diện tích dài hơn. Diện tích kia có 17 mét. Dạ. Đây là 2, 3 mét. Đó, từ đây tới đây qua đây là 7 lô. À, cứ 4 mét một lô. 7 lô. Chiều sâu là 23 mét. Đó giáp cái lô mà lô đất rộng quay đường Trường Chinh á. Dạ. Cứ 7 lô ở đây à? Ờ, 7 lô. Mỗi lô là 4 mét. Thì 200 mét là 8. 800 triệu một lô. Cứ 800 triệu một lô, 4 nhân 23. Tự xây tự làm đúng không? Mình ra bìa cho. Mình ra bìa ra tên cho chứ hả? Bao ra bìa ra tên thôi. Đất đây đất sạch, đây là nguyên cái đất. Ở 100%. Ngày xưa nó hình như con nhớ ngày xưa ba nói là của một cái vườn của cái bác gì đúng không? Nông nghiệp chuyển đổi qua đất nhà ở hơn tỷ ở đây. Chứ không phải là đất hoang vắng, cái đây là đất là ngày xưa người ta họ ở. Nguyên một cái đâu nguyên một cái nhà, con thấy nguyên một cái nhà. Ba đập ra hết đúng không hả? Đúng rồi, phải tháo dỡ hết toàn bộ. Ủa nhà đẹp mà. Là cứ 8 xị một lô. 800 một lô. Các gia đình trẻ giờ vô đầu tư thêm cỡ nhiêu nữa ta? Thì ba làm không? Làm luôn cho người ta không? Làm luôn, cứ nhờ 600-700 làm cho một căn nhà hoàn thiện, đúng không? Nói chung là tầm 1.5 tỷ ha. Đúng rồi. Tầm 1.5 tỷ đó có nhà mới luôn, có đất mới tên mình luôn đường ha. Đường ô tô vào luôn. Được, ok. Đi ra đây là Trường Chinh, đi ra đây là Ngô Gia Khảm, đi ra đây là Nguyễn Văn Linh, tức là đây ra tới ba hướng. À, đường đi thông tới ba hướng một chỗ. Đó, còn cái lô nguyên đây này, lô hơn 1 mét đây coi. Dạ. Quay đây Trường Chinh là lô đây này. Đó. Lô đây thì ai làm nhà hàng này, làm biệt thự này. Không? Dạ. Thôi cứ phân ra mình bán cho nó dễ. Nhà hàng. À dạ. Video không hay. Dạ em cảm ơn. cũng coi video hả? Không biết hả? Coi video thôi. À. Xây nhà cho ai vậy anh? Cho cái ông hàng xóm đây. Em đang quay chỗ này rồi mấy anh qua đây xây luôn. Quay bán luôn, nay không làm xe nữa, nay chuyển qua làm đất rồi. Ai mua là tự nhiên cảm thấy hợp với đất rồi anh, nay không làm xe nữa. Nay chuyển qua thấy tiện hợp với đất kia gom. Cứ 8 xị một lô anh chị nha. Cứ 8 xị lô 4 nhân 10 2 3 full thổ cư. Đất ở 100%. Đường nhưng quan trọng là đi được nhiều đường nè, đường Nguyễn Văn Linh nè, Trường Chinh nè, Ngô Gia Khảm. Phóng 3 đường. Phóng tùm lum đường hết. Mà có 8 xị. Thêm 6 xị nữa là ra căn nhà cho vợ chồng trẻ nữa. Căn cổ cũ đâu, tại căn đây nữa. Sáu xì là nhẹ xây chắc cũng ngon nữa chứ, sàn ngon nhà cũng xịn nữa chứ. Ờ, thì nhà bây giờ nhà cấp 4 như vậy thôi. Chứ còn cấp 4 mấy chục cũng xây được như vừa rồi xây nhà từ thiện nữa, mấy chục đấy, 7-80 căn cũng vũ luôn. Vừa vừa ba đây, đây có một căn đây nữa. Cái này bà? À. Chiều ngang cũng hơn 4 mét. Dạ. Yeah. À. Ngay khúc cua luôn á. Ờ, ngay khúc cua luôn. Cái đường này thông đi ra Ngô Gia Khảm ba. Đây này, ra Ngô Gia Khảm ra Nguyễn Văn Linh. À, Ngô Gia Khảm Nguyễn Văn Linh là thông đường đây. Còn trên đây Trường Chinh. Cái này nhiêu ba? Cái này đường hơn tỷ thôi, này chưa tới 2 tỷ. Hơn tỷ hả? Ờ, chiều sâu 3 mấy mét này. Chiều sâu là 35 mét. Cái này được cái chiều sâu hả? Ừ, mà hai cũng hai mặt tiền. Ủa cái này là cái đường chứ đâu phải là cái đất của người ta đâu đúng không? Ờ. Cái này là cái đường anh chị. Đó, là ngay khúc cua luôn. Ủa cái này là gần 2 tỷ chứ. Ừ, chưa tới 2 tỷ coi. Chưa tới 2 tỷ. Đây 3D đây. Ba cải tạo theo hướng đây đây. À. Đấy. Đây. À nó có bên hông nè, bên hông mấy. Ba làm theo kiểu đây đây.
cho cải tạo luôn, đang chuẩn bị cho làm luôn, cho làm đấy. Vậy là cũng hợp lý. Ý là cái giá đó là ba cải tạo luôn hay là cải tạo luôn đấy? À, cái giá đó là ba hoàn thiện ra tên rồi làm lại đẹp hết chứ không phải để như vậy đúng không? Xây lại hết. Tức là chính do người dân người ta không hiểu, mình có hiểu biết về xây dựng, mình hồi hồn nó vào, là cái nhà nó đẹp, nó sang, nó tiện ích. Phù hợp nhu cầu thế hệ mới bây giờ. Hết rồi hả? Dưới đây là hết. Về chỗ khác. Chứ đâu cần tập thể dục đâu ta. Chiều nay cũng đâu cần tập thể dục chị đâu. Từng ngày mà ba đi mua đất thì ba khỏe nên ba thích được như vậy. Được thoải mái này, không áp lực công việc này. Đó, được hòa mình với thiên nhiên này. Đó, sao ba không nuôi một đội thợ Bình Định, kêu từ Bình Định lên nuôi, mua máy trộn, máy bê tông rồi mua đồ đó mình làm luôn, mình ăn gọn gói. Hồi giờ toàn chung là ăn hết luôn chứ không bây giờ thấy nhỉ. Giống mình đi tìm đất rồi mình cải tạo lại, mình làm đẹp lại cho người dân. Ủa, mình làm chủ thầu luôn mới đẳng cấp chứ, mình xây lên luôn chứ. Mua máy xúc máy đào về đào luôn, đổ đất luôn. Này cũng bận quá chứ. Đang làm ô tô chứ không có vô mình nhận thêm cái mảng thầu phụ. Thầu phụ B phẩy. Đối diện đây chiều sâu cũng 15m. Nhưng người ta cũng đòi 200 triệu. Mà mình 23m. Dạ. Cái giá mình luôn luôn là Đây thì 8 xì máy. Dưới kia thì 1 tỷ máy xây thiệt đẹp như biệt thự. Còn ngay góc cua nãy là bà nói nhiều. Ngay khúc cua bự bự á. 2 tỷ 9 thôi. 2 tỷ 9. Cái nhà đập sập đây này. Mà trả 2 tỷ rưỡi người ta chưa bán. Ngay khúc cua hả? Góc đây nhà đập sập nhỏ hơn. Mà coi như dưới nhà mà ở ngay khúc cua nó lợi thế lắm, nó giá trị lắm. Nhà dân xung quanh đây này, người ta đòi trên 3 tỷ. Trong khi mình khúc cua đầu đường này. Trên nhà đẹp hơn này, giá trị. Khúc cua là ở nó chỗ đó được cửa sổ thoáng mát nhẹ. Đó, mình còn tạo cho bà con xung quanh. Hàng xóm. Cái tiện ích. Chủ cũ ngày xưa bỏ một phần người ta bỏ. Nhưng mà cái nhìn ba năm xong ba bỏ luôn. Bỏ cho nó rộng. Đường đi nó rộng. Không nghe quá. Bà con là rời cái tường rào đường rộng thêm nữa. Mình làm cho mình, cho cộng đồng, cho người dân nữa. Thêm ba về đây bà con mừng lắm. Còn đất đây của ai? Đây của ông. Họ không bán à? Bán mà mua luôn và xây thì làm cho đẹp. Lại để. Cái khu đây mà xây lên thành cái khu nhà ấy kiểu mới bán nhưng mà không bán thì bán không hết. Nhà xe ô tô vô. Có cái hẻm bên kia này, hẻm thứ hai hẻm nhỏ hơn. Hẻm đó chặt lắm, hẻm chặt lắm. Mặt mình là đường Lê Duẩn, đường chính. Đúng rồi, Lê Duẩn, mà cái này gần đây là có bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện Hoàng Anh. Đúng rồi. Sau đây là bệnh viện tỉnh. Ở bên đây là đó Hoàng Anh Gia Lai, tức là gần trung tâm. Đường rất thông thoáng. Thì gần hết Honda mình mà, cái này gần cái cửa hàng Honda của em luôn chị. Cái này ngang nhiêu ta? Ngang 5m. Từ sâu 20 mét, 20 tiền. Ngang 5, chiều sâu 24 mét. Đi xuống bên kia, đi xuống theo cái đường kia. Mà tiền bên kia nữa. Ngã ba bọc ra sau khu đây dân cư hiện hữu hết rồi. Đây họ ở lâu rồi, ở đường đây. Mát mẻ. Tỷ mấy luôn hả? Tỷ 8 hả? Là chưa là bao đã bị phun thổ cư. Đúng rồi, tại ở trăm về tự xây ha. Kia lô ra thì cứ hai lô mỗi lô mấy trăm thôi, cho hai gia đình nhỏ thì mỗi lô mấy trăm, quay ra hai mặt tiền. Là mỗi lô 4 mét hả? Đâu mỗi lô 5 mét mà chiều sâu 10 mấy mét đây. Đây này. Nãy ba nói như 8 mét mà. Chiều ngang là 5 mét, chiều sâu là 24 mét phải không? Xây làm hai căn nhà quay ra hai mặt được. Hai cái. Hai mặt tiền. Đồ đây sẽ chia ra hai căn nhà quay ra hai mặt tiền còn không? Để còn có mấy trăm. Chưa tới 1 tỷ một mét, một lô. Mà có ra một cái căn nhà lô đất đấy kia, Đức Long kia, Hoàng Anh kia. Đấy. 5 mét, mười mấy mét thì chưa tới 1 tỷ có mấy trăm triệu lô trong trung tâm phố, xây nhà view đây view suối này. Anh chị nào quan tâm là 09 mấy ta? 093.
0931187979, 0931187979 anh chị nha. Đó là thích mua một lô được không? Một lô thì đó hai mặt tiền. À, gọi là nửa lô. Một nửa lô thì mấy trăm thôi, đúng không? Thì một mặt tiền. Vậy đấy. Ở dạ. Đường rộng này, trung tâm này. Dạ. Chưa đến 1 tỷ một lô đất để hai vợ chồng trẻ ở thì quá phù hợp. Cái này thì nó gần Lê Duẩn của em. Nó gần Hoàng Anh, Mường Thanh rồi bệnh viện hay nằm đây. Bệnh viện Đức La, bệnh viện Hùng Vương nằm tuốt dưới đây. Cái này đi ra nhiều đường nữa, đi đường gì xuống bệnh viện tỉnh đó bà. Đường gì mình chạy ra đây, cua đèn xanh đó. Đâu, đây Lê Duẩn xong rồi, Tố Tùng là ra Hoa Lư á. Cái này đi ra Hoa Lư hơi đồ cũng gần. Nói chung trong thành phố mà đi tùm lum đường. Cái là cái quan điểm mà mua bán ấy. Dạ. Mua những lô đất ở gần trung tâm. Dạ. Tiện đi lại đã. Dạ. Tiện trong quá trình đi lại. Thứ hai là cái khu đó phải đông dân cư. Dạ. Thứ ba là tiện ích mọi cái sinh hoạt, có chợ, có mọi dịch vụ kèm theo. Còn những lô xa là bà không mua. Đi ra tôi sẽ thuyết xong quay về Hùng Vương xong vào Út Tịch. Dạ. Xong quay lại Ngô Gia Cảnh. Tối sao review được. Cái này đi buổi sáng chứ tùm lum đường vậy, đi tối sao thấy ta. Anh chị đi tiếp anh chị nha. Anh chị thấy gần không? Cô lên là tới cửa hàng của em rồi nè, Honda Toàn Trung nè, khách sạn Mường Thanh nè, phía dưới đó là nói trung tâm rồi. Mua lô đất không được ha, tính ra có mấy trăm triệu gia đình ở đó nè, kêu nhân viên mình nó mua cũng được hết chứ lon. Đó, cửa hàng Honda của em đó. Honda ra cái màu mới xấu á, màu đen thui. Đó, xe của Toàn Trung đi vận chuyển xe liên tục, đẹp quá, ngay Nghệ Tư. Và lô đất có mấy trăm triệu, đường ở yên tĩnh hơn ở mặt đường này á, tính ra còn yên tĩnh hơn á, ở mặt đường đây ồn ào, có vô có một xíu là một khu yên tĩnh. Còn ô tô Tầng Trung đây đó, gì thấy không, hồi nãy nói ba bán luôn cái chỗ điện máy xanh á, bán điện máy xanh nó nhiều tiền á. Cái chỗ điện máy xanh là anh chị nào mua cái đó mới được tiền, và anh chị cho điện máy xanh vẫn em đang hợp đồng điện máy xanh cho thuê lại mà kêu bán luôn đó, hoặc là bamboo nè, mà nói miết là ba không chịu bán nè. Cái này bamboo nè, anh chị nào thích cái lô bamboo, cà phê bamboo nè, đó anh chị thích anh chị liên hệ em đi, đưa ra cái giá hợp lý để em nói ba em bán luôn à. Cho thuê có bao nhiêu tiền đâu, mấy chục, như chỗ đó cho thuê có 40-50 triệu à, và lô đất đó ngang mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành tới 20 mấy mét, sâu mấy chục mét nữa. Ông già em dạy vậy, em dạy thấy bèo bèo vậy chứ lâu lò ra mấy lô đất cũng mệt lắm á. Bữa mới vui, hôm bữa cái tự nhiên cái chỗ điện lực hay gì á, nó xuống nó kêu anh cho ký cho em đền bù cái chủ kêu thế, mới biết ra mình còn cái lô đất mua cách đây chục năm. Đây à. Ừ, đây. À, đường Út Tịch à. Đường Út Tịch. Đây là chùa Minh Thành, trước chùa Minh Thành. Đối cách chùa Minh Thành, đối diện chùa Minh Thành khoảng 100 mét. Rồi sát trường học. Giờ mình xây mấy tầng rồi? Hai tầng. 5m, 25m đúng không? Xây 520 đúng không? 520 là tổng diện tích là 200m2. Sang bên trái thì đã có người mua đây rồi. Cái gọi là lợi ích của những cái việc mà sẽ người mua sớm là sẽ có được thay đổi và decor thiết kế theo ý của mình. À, mình xây mình giao cho họ luôn á. Đúng rồi, mình xây coi như là bây giờ mình làm công cho họ, họ thì mình sẽ decor cho họ theo kết cấu của mình, họ sẽ decor lại theo ý của họ. Ừ. Và họ có quyền chọn mẫu mặt tiền. Ừ. Và mẫu màu bếp, màu nền gạch, màu rèm cửa rồi các thứ kiểu vậy. À. Và thứ hai nữa là những người mua mới thì họ sẽ được giá ưu đãi hơn. Cái đây là 5 nhân 42. Nhân 42 full thổ cư luôn á. Đúng rồi, thực tế đó là 545. À. Đó, sân trước thì 12 mét có thể đậu được hai ô tô, và một bê 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng thờ, ăn cơm đầy đủ và sân vườn. Ừ. Cái này là mình bán lô này mình bán rồi. Còn cái là bán rồi, còn cái xác nhà. Còn cái xác đây thôi.
Đây là mua đôi đặt cọc rồi. Còn bao nhiêu tiền ạ? Cỡ nhiêu tiền? 2,7 triệu 750. Rồi mình bao hết cho họ luôn á. Đúng rồi. Ra đúng sổ ra đồ ra nhà. Đối diện chùa Minh Thành, cộng trước chùa Minh Thành, cái chùa mà đẹp nhất Gia Lai. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đẹp nhất Tây Nguyên luôn rồi chưa? Là xây nhà bán nè. Mình sẽ cho người ta chọn được cái mẫu mặt tiền theo như 3-4 mẫu đó, thì người ta sẽ ưng mẫu nào thì mình sẽ chọn. Mấy phòng đó? 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ. Ban công trước, ban công sau, 2 nhà vệ sinh, phòng thờ, đầy đủ sân vườn. Cứ 2,7 triệu là full hết. 2,7 triệu 750. Ừ, 2,7 triệu 750 là full hết. Đường ô tô vô vô tư, đối diện nhà, sát nhà hàng Nam Dũng đó. Tiếp khách tiếp đồ thoải mái luôn đó, nhậu nhẹt là khỏi đi, đi đâu hết, đi xe. Cả đường này là quy hoạch nối với đường Nguyễn Văn Linh. À đây băng thẳng Nguyễn Văn Linh luôn. 2,7 triệu 750 một lô anh chị đó. Anh chị nào mà tầm tiền tài chính cỡ tầm 2 tỷ mấy gia đình thì mua ở đây trong thành phố, ở đối diện chùa Minh Thành. Cũng cái này chợ thì trên đây rồi à. Đây Nguyễn Quốc Sinh cua vô, Nguyễn Quốc Xuân cua vô tịch đó anh chị. Cái này là băng thẳng xuống Nguyễn Văn Linh luôn, băng qua luôn đúng không? Và suối đây, suối Hồ Phú giai đoạn 3 nó nằm sát đây luôn à. Để chuẩn bị làm rồi. Này là khi nào xong bà? 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi nữa là xong. Anh chị nào mà có nhà mà ở xa xa muốn vô đây ở gần rồi đổi nhà cũng được. Đó, bán đứt hoặc là đổi bù trừ gì cũng được. Nhà anh chị mấy trăm ở xa, ở ven ven mà thích vô trung tâm thành phố tiện để cho con cái đi học hoặc là sinh hoạt hoặc là công việc ở trong thành phố thì mua căn này cũng được anh chị. 2 tỷ mấy, còn đây là quán Nam Dũng đó. Hợp lý. 2 tỷ mấy đó bao xây. Anh chị mua thời điểm bây giờ là anh chị được lựa chọn, lựa chọn nội thất, lựa chọn màu nội thất, lựa chọn mẫu nhà theo cái thiết kế mong muốn của anh chị. Cọc tiền đến lúc đó mình bàn giao thôi đó. Rồi qua này có bãi đậu xe anh chị, bãi đậu xe thoải mái, vô có một xíu. Đây một căn chưa sửa rồi à? 6m4. Ừ, chiều sâu là 10. Nói ngay cái khúc cua đây nó cũng mở rộng được xíu. Dạ. Sân này kia sao rồi? Đó, em căn này. Dạ. 6m4 chiều sâu là 17m. 6m4 sâu 17. Có cái lỡ ở trên. Có cái lỡ ở trên. Đó, đó là một căn, đây căn này tiếp theo. Căn này là 5m20m. 5m20m hả? Đó ở trong trong. 5 nhân 20, cái đây mình bán đất hay là mình phải xây lên cho người ta? Sửa nhà luôn, tất cả có mô hình nhà sửa hết rồi cơ. À, làm đẹp hết cho người ta luôn á. À, rồi thì tí con sẽ bỏ lên trên video. Đây đúng không? Ừ, làm theo mô hình mới luôn. Mô hình mới làm ngon lành hết. Đậu xe ô tô. Dạ. Phòng khách, 2 phòng ngủ. Cua xe vô đây đúng không? Cua xe đó. Đường đây ô tô vào thoải mái. Đường đây 6 mét không ta? 5 mét. 5 mét đúng không? Nhà này 5 nhân 20. Nhân 10 cái đó nhiều. Cái đó khoảng thì 7. Thì 7 có nhà ở đường Hồng Vương. Ờ nhà mới. Nhà mới ở đường Hồng Vương. Còn này là cái đây thì khoảng đó thì 6 thì 7 vậy. Thì 6 thì 7 anh chị. Nói chung là tầm tiền. Có nhà mới ở đường Hồng Vương luôn. Ngay khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, ngay hết Honda của em toàn vô salon ô tô của em toàn gần đây luôn. Đây cũng người dân ở. Đây cũng sửa lại về ô tô đậu trong nhà luôn. Dạ. Yeah. Đi đường nào, đường đến đây xuống đúng không? À. Giá không hợp lý anh chị. Tầm tiền, đây những cái tầm tiền cho những cô chú anh chị có khoảng tài chính tỷ mấy, 2 tỷ, hơn 2 tỷ. Có ngôi nhà 5 mét nhân 2 mấy. Xây ngon lành bài bản, có bì hết, đầy đủ full thổ cư ngay trung tâm thành phố. Tiện ích chợ gần đây luôn. Chợ thì băng qua đường. Đó. Mua xe hoặc cái ngã tư trung tâm của trung tâm đó, nằm đó anh chị. Rồi, còn bây giờ qua Ngô Gia Khảm đúng không? Tôn Thuyết nữa. Tôn Thuyết là hôm qua mình chưa quay nữa. Đây Tôn Thất Thuyết ở đây rồi.
Ở đây cũng mát mẻ rộng rãi ha. Ở đây có suối đẹp lắm con. Có suối nữa hả? Ừ, suối đâu ở đây luôn hả? Đây ngang nhiêu à? Ngang 12 mét. Bự vậy? Chia ra cứ 5 mét rưỡi một căn. 5 mét rưỡi một căn hả? Ừ, chiều sông là 1 căn là 20 mét, 1 căn là 27 mét. 5 mét rưỡi nhân 27 mét hả? Ừ, nhân 27 mét. Đó. Ra vinh sâu là vinh suối. Dạ. Đang cho xây dựng nặng. Đập xây hết. Ừ. Xây theo mô hình nhà mới. Cái đây mình bán rồi mình bao xây luôn hả? Bao xây ra tên cho người ta luôn. Giá nhiêu à? Có 1.6 tỷ một căn. Nằm ngay đường Phạm Văn Đồng cua xuống hẻm Tôn Thất Huyết. À, Trường Chinh chứ? Phạm Văn Đồng hay Trường Chinh ta? Phạm Văn Đồng chứ. Đồ. Suối ruộng à? À. Đây sau rồi, ô cái suối. Nè. Đi cẩn thận. Ủa hai mấy mét là ra tới sau này luôn rồi ba. Ra tới đây luôn, rất thông minh hết. Uổng tỷ mấy có 1 căn. Chưa nằm trong gần sân bay nè, gần biển hồ nước, gần ngã ba Hoa Lư nè, rồi có cái suối vô đây nữa. Suối mát mẻ, làm xong rồi làm vườn ở đây. Ờ, à, làm vườn đây hay hơn. Nó cũng đồng. Dạ. kiến thôi. Nãy đẹp chúng một kiến heo á. Có giếng đẹp ha. Đây anh chị có ruộng, có suối, có view, à, giá cả cũng hợp lý. Đây, kiến lửa to lắm. Kiến lửa 1.6 tỷ, kiến 1.6 tỷ một căn. Để mua được cái GLC rồi, ha. Vậy là hai lô đất đây đổi được 2 chiếc GLC rồi, 2022 rồi anh chị. À, đổi được 2 chiếc GLC 200 rồi. À. Tính bán xe sang vừa vừa nhưng mà đất đai kiểu này chắc chuyển qua bán xe siêu xe quá. Có Lamborghini Ferrari giới thiệu anh chị nha, đợt này chắc mua bán xe siêu xe cho xe sang chắc là không được anh chị. Em cảm giác em không có xuyên. Con nhậu hổ cá này, mấy con nhậu gà nướng tôm này, đó. Đi từ giờ đến chiều là em cảm giác em không có duyên với những cái xe cao cấp mà 1 tỷ mấy 2 tỷ nữa. Chắc được tới kinh doanh xe 10 mấy tỷ anh chị. Dài rộng tỷ sáu mà xây ngon lành hết. 5 mét rưỡi nhân 24 mét, ra bìa ra đồ hết, tính ra mấy trăm đất có mấy trăm triệu mấy 27 hả? Thì tính ra đất có mấy trăm nhá mấy, nếu mà xây mới thì đất còn mấy xỉ. Một là bán đất tận nhà, hai là bán nhà tặng đất. Đó, có đất có nhà, còn thiếu xe là thích là tặng luôn xe. Đó. Là vô cái combo hệ sinh thái này, có xe máy nè, có ô tô nè, có đất nè anh chị, có bất động sản nữa. Đó. Là anh chị có thể gọi là thành công. Đầy đủ phương tiện di chuyển. Rồi, đi tiếp anh chị. Tiếp theo lô tiếp theo nữa là đồ ngôi Gia Khảm anh chị, cũng nằm ở trong trung tâm thành phố. À, đầu đường là chợ Nguyễn Xuân Cô Dô anh chị. À, đầu đường là chợ, xe toàn chung ngồi, việc đi giao xe này đi. À, đây cũng hơi bự ha. Đang làm anh chị. Thường thường làm xong rồi ba em mới bán, ba em kỹ lắm, làm phải ngon lành hết rồi mới theo ý mình rồi mới bán, giống như em dọn xe của em để theo ý em xong rồi em mới bán. Còn cái này là hơi gấp, là tại vì toàn chung Luxury tháng 11 khai trương rồi nên bây giờ là phải bán nhanh, cho bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu. Đó, để bán gọn.
Ủa cái này là ngang nhiêu ạ? Ngang 9 mét chiều sâu 27 mét. Ngang 9 chiều sâu 27 hả? Ờ, cái này là đang hoàn thiện dần dần đúng không? Ừ. Ai mua là ra sổ rồi họ muốn làm thêm gì họ muốn rồi nhà cửa bây giờ vào người hết thôi. 9 nhân 27. Cái này là đây là mặt bên hông. Bên hông rất là thoáng, nhà mà có cái đường luồng bên hông là nó tiện lắm anh chị. Nó tiện lắm mà nó thoáng lắm, nó không bị chật nha. Nó không bị bí. Đó, có cái đường bên hông nữa. Ồ, này có cái đường bên hông nữa nè. Rộng, đường hẻm này cũng chắc cũng 3 mét mấy 4 mét á. Cái hẻm. Hẻm này cũng 3 mét mấy 4 mét anh chị. Đó, rộng. Không sao đâu. Đang bếp. Nhà vệ sinh mới á. 9 mét mấy nhân 2 mấy mét không hả? Dạ là thì cứ 9 nhân 2 mấy. Mấy phòng bà? 3 phòng. 3 phòng hả? Cái này giá như. Cái này trong phòng này có nhà vệ sinh á. Dạ. Có nhà vệ sinh hết. Xin đầy đủ hết. Đây trồng cây này, cho nó thoáng không? Phòng đây cũng có người ở nè. Này là mấy tỷ không? Này mấy tỷ? Đất xung quanh đây á là 500 triệu một mét. Dạ. 4 người trong bán. Dạ. Mà đất đây là 9 mét. Dạ. Nhưng ba lại bán coi như là có 3 tỷ mốt. Tức là nếu mà 5 xin 4 năm là 4 tỷ rưỡi đất không. Phải được không? Tức là người ta đang bán trả 4 triệu rưỡi một mét người ta bán. Nhưng mà mình lại bán vừa hai mặt tiền, vừa 9 mét mà lại có 3 tỷ mốt, có cả nhà. Có cả nhà, có cả ra bì, ra sổ hết. Rẻ hơn giá thành thị trường khoảng 2 tỷ. Dạ. So mặt bằng chung. Nói chung là mua hợp lý, bán hợp lý cho nó nhanh. Đó. Ngoài việc mua những cái lô đất ở những cái địa thế đẹp, những cái vị trí mà thuận tiện giao thông rồi đi lại thuận tiện và giá cả cũng hợp lý anh chị. Đó, anh chị có nhu cầu bán những cái vị trí mà đất mà mình đang ở hoặc có nhu cầu đổi bù trừ á, anh chị có thể đổi đất ở chỗ nào anh chị đang ở mà nó cảm thấy bất tiện cho công việc của anh chị á, thì anh chị có thể liên hệ ba em rồi đổi qua những cái đất có nhà sẵn đây này, có bì, có làm sẵn như vậy rồi nó cũng thuận tiện đúng không? Đó. Họ anh chị bán đứt cũng được, có những đất nào mà anh chị không sử dụng nữa quanh thành phố và ba em đi thẩm định mà cái vị trí nó cảm thấy phù hợp thuận tiện và nó giá cả hợp lý nhanh gọn lẹ là chốt hơn anh chị. Đó. Đường hẻm cũng rất là rộng nè, 3 mét mấy. À, 9 mét mấy mà 3 tỷ, 3 tỷ mốt rồi à? Ừ, 3 tỷ mốt rồi. Đó, anh chị liên hệ 0918 09 mấy 093 093 118 7979 093 118 7979 anh chị nha. Có mấy cái đất mà cứ trong hẻm hay gì đó mà đường phải rộng mà thông thoáng, thông với nhiều đường á, có giá trị tăng trưởng cao á thì liên hệ anh chị nha. Mà đây là đồ Nguyễn Linh nè. Dạ. Còn đây Nguyễn Quốc Xuân nè, Nguyễn Xuân ra Hùng Vương, em này gần nhà Hùng đây Vương nè. Đây là Trường Chinh, tức là tất dạ. Cả những đường đây là Trường Chinh nè. Dạ. Ở đây nè, cạnh kia con. Cũng gần đây cũng có cái lô đất họ đang bán nè anh chị, cứ 500 một mét ngang. Ở đây Gia Lai thì bán mét ngang không à, chứ không bán mét vuông, trong Sài Gòn bán mét. Họ bán mét vuông, ở đây bán mét ngang á. Mỗi vùng một cái văn hóa. Dạ. 500 một mét ngang. Còn mình là bán chưa tới 400 mà có nhà có đầy đủ hết. Đó, tính ra nếu mà đất không người ta đang bán 500 thì cái đây 9 mét nhân 5 là 4 tỷ rưỡi mình đang bán cả nhà, cả đất rồi ra tên rồi bảo hành hoặc là đổi bù trừ đó cho anh chị mà có 3 tỷ mốt à. Cái đó là cái hợp lý trong những cái động sản mà bên Toàn Trung đang hướng tới anh chị. Đó, hướng tới là
tụi em sẽ tìm có nhiều kênh để tìm kiếm những cái lô đất vị trí đẹp, hợp lý, phong thủy, kèm theo nữa là giá cả hợp lý, săn lùng những cái lô đó. Và anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ. Rất là nhiều cái sự lựa chọn từ 500 cho đến 3 tỷ mấy thì em cũng sẽ quay cho anh chị. Có những cái đồi hoặc là những cái trang trại, những cái mảnh đất rẫy, những đất vườn hay là những cái dự án đó, anh chị cũng có thể liên hệ ba em để có thể tư vấn, có thể giao dịch, có thể đổi hoặc là tìm một cơ hội mới rất là thuận tiện. Đó, ba em đang tập trung vô cái mảng này đó. Còn hệ thống Honda thì có mấy đứa em rồi, nó phát triển. Có các bạn đi theo ba em làm hai mấy ba chục năm rồi, các bạn cũng đang quản lý rất là tốt. Ô tô thì có em đó, và đang mở rộng ra Luxury Sài Gòn. Ba em thì đang tập trung đất ở Gia Lai đó, ngưng hết mấy cái dự án ở Hà Nội đó, để tập trung. Năm nay là ngưng dự án Hà Nội, là tập trung vào Gia Lai đúng không, đồng sản ở Gia Lai đúng không? Thì đó, nên anh chị nào có những cái vị trí đất hoặc là những cái miếng đất hoặc là những cái dự án nào đó ở Pleiku, nói chung ở đây thôi đó, thì liên hệ với ba em đó bằng cách tới cửa hàng hoặc là có thể liên hệ trực tiếp đó, có thể ngồi lại trao đổi, đàm phán, giao dịch đó, thuận tiện nhất, vui vẻ nhất đó, nhanh gọn nhất đó. Thủ tục pháp lý thì bên em hỗ trợ 100% cho tất cả khách hàng đó. Có thể bán phải bao quay đầu luôn, ví dụ anh chị mua xong anh chị ở một thời gian đó, anh chị có thể lên những căn khác hoặc anh chị có nhu cầu kẹt tài chính gì ba em thu lại luôn đó. Có bên những cái bất động sản mà nhà em đã lựa chọn đó, đó là những cái bất động sản tiềm năng, nên là không có sợ cái sự thanh khoản nó chậm được anh chị, nên anh chị cứ thích là anh chị mua, không thích là trừ, bù trừ, hoặc là không thích nữa là đó, trừ bao nhiêu phần trăm thu lại liền đó. Bên hệ thống toàn chung rồi, có được, đang có được cái giao dịch nó thoải mái đó, chứ không phải mua đứt bán đoạn anh chị nha. Luôn luôn bên nhà em định hướng là cái gì cũng vậy, sản phẩm nào mình đưa ra thì cũng phải đó, nó có thanh khoản cao đó. Cảm ơn anh chị, hy vọng anh chị thích cái video vlog này, và em sẽ tập dần dần để em quay đó. Có gì sơ xuất thì mong anh chị thông cảm đó, và chia sẻ, chỉ bảo, hướng dẫn, hỗ trợ để toàn có những cái review ok hơn nữa anh chị nha. Tạm biệt.